Xin chào tất cả các bạn nha. Trước khi vào video, các bạn nhấn like, đăng ký để cập nhật những video mới nhất từ mình nhé. Tiếp tục video này, mình giới thiệu cho bạn tham gia mẫu trình để góp ấn chia tổng phần thưởng là 50.000 USDT top USDT đến từ sàn AVDEX Exchange nghe mặt. Thì để tham gia nhé, hôm nay các bạn cần click phần link mô tả dưới video mở lên form ra. Chương trình để góp này chỉ random cho 10.000 lucky may mắn thôi các bạn. Rồi nhiệm vụ đầu tiên follow tờ Twitter này các bạn. Trên tờ Twitter này các bạn theo dõi này các bạn. Dự án này mình không biết có làm chưa nữa. Sao trên Twitter mình đã có tweet rồi ta. Rồi bạn mới đáp lại đi các bạn. Sau đó thì các bạn like và retweet tăng 3 người bạn vào này các bạn. Like này. Chứ chẳng như tweet tăng 3 người bạn mình vào các bạn. Rồi sau đó thì bạn mới đáp lại nè. Nhiệm vụ tiếp theo của bạn cho kênh group kênh channel nữa các bạn. Rồi các bạn join sao nè các bạn. Join link group. Join tiếp kênh seller nữa nè. Rồi các bạn bắt đáp đây nè. Rồi dòng đầu tiên thì bạn liền lưu xin em ta đấy. Tại Twitter các bạn đã follow dán nè. Tiếp tục quan điện là lưu xin em Telegram. Bạn đã join sao hãy gấp các bạn. Tiếp tục bạn gửi địa chỉ VPNB Smart Chain Bet20 trên chocolate của tất cả bạn. Chào chép nè. Gửi địa chỉ dí là chữ dí nè. Tiếp tục mã cái phone này thì các bạn điền giúp mình là A+N 4 số 3. Mình đã dưới phần link mô tả cho các bạn nha các bạn. Các bạn gửi là xong. Ok, vậy video mình đã hướng dẫn các bạn tham gia chương trình để góp ăn chia tổng giải thưởng 50.000 USDT đến từ sàn AVDEX. Đến đây mới kết thúc các bạn. Vậy mình chào tạm biệt các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.